Thực ra cái việc mà con nít và người lớn ấy không hiểu nhau và có những cái mâu thuẫn, thực ra nó là sự khác biệt về tư duy, trải nghiệm và cái suy nghĩ thôi. Đây mình sẽ kéo về và mỗi người kéo đi một chút. Đấy, nó sẽ tạo ra một cái điểm chung để chúng ta có thể giải quyết vấn đề dễ hơn. Chỉ cho con về việc đọc các bảng, để cho các con đến đâu cũng phải hiểu rằng nội quy ở nơi đó như thế nào. Nó sẽ hiển thị rõ thông qua những cái hình vẽ. Ví dụ bạn vào thang máy, bạn sẽ thấy rằng là cấm không cho dắt chó vào, hoặc là cấm không được hút thuốc. Không có bắt con phải ngay lập tức phải nạp hết tất cả những điều đó, nhưng mà cứ mỗi lần mình tận dụng cái tình huống thực tế, giống như là khi bé đi đám cưới vậy, thì mình nói cho con nghe để con nhớ và mình nhắc đi nhắc lại điều đó nhiều lần. Có thể là ngay tại thời điểm đó đúng hoặc sai, nhưng không nên một người dạy và một người phản bác, thì đứa con sẽ thấy rằng là cái phương pháp dạy của cái người đó là sai. Như vậy điều thứ hai, ngoài chuyện đưa con đi ra ngoài, thì bản thân phụ huynh chúng ta cũng phải tự mình học. Học ở chỗ là vào những cái không gian đó thì mình cũng cần phải làm gì, và mình cần phải làm gì thì mình phải làm trước, rồi mình yêu cầu con làm đúng như vậy. Học để chung sống với người khác, thì tôi nghĩ đó là điều mà mọi bậc cha mẹ, dù mình làm nghề gì, công việc như thế nào, trình độ ra làm sao, điều kiện hoàn cảnh sống ở đâu, thì hãy nghĩ đến cái ngày con lớn, con trưởng thành, con thích ứng với xã hội như thế nào. Hãy rèn cho con ngay từ những lúc tấm bé, từ những cái bữa tiệc đơn giản là tiệc đám cưới, để dạy cho con là một cái người biết tuân thủ chuẩn mực của xã hội.